như này thì khả năng là chúng ta sẽ phải chống chọi với câu chuyện lạm phát lâu rồi. Đúng không? Biến số năm sau là biến số cực kỳ khó lường ấy. Cực kỳ khó lường ấy. Nhưng mà qua cái cuộc họp Fed vừa rồi thì hôm trước có chia sẻ với anh em đấy thì chính phủ Mỹ à thì Fed người ta cũng bắt đầu người ta sẽ bớt diều hơn, hơn với câu chuyện 2% rồi. Có vẻ như người ta cũng cũng đang bỏ ngỏ về cái việc là 2%, 2% lạm phát. Đấy có vẻ như người ta cũng đang kiểu như là bây giờ tôi chỉ cần duy trì lãi suất cao thôi và tôi không để nó suy thoái là được và lạm phát nó kiểu là họ cũng bắt đầu họ chấp nhận chấp nhận tại vì với cái giá năng lượng mà cao như này thì lạm phát khó giảm lắm chắc chắn là làn sóng lạm phát mới điều đấy điều chắc chắn luôn là câu chuyện là ông fed ông sẽ sửa như thế nào ông sẽ diễn biến ông sẽ xử lý như thế nào thôi mình tập trung cái diễn biến đó thôi À bao giờ có thể là ông sẽ bè ngang lâu hơn hoặc là rất là lâu ông mới đảo chiều chính sách xuống chẳng hạn giờ chúng ta chỉ có cái thời gian đó thôi như vậy là delay tới cả từ tháng 7 đến giờ là ít nhất là chúng ta delay 2 tháng rồi tức là so với dự báo giờ này năm ngoái thì là đến tháng 7 năm nay là bắt đầu đảo chiều chính sách là bắt đầu đảo chiều chính sách lãi suất bắt đầu có những đợt hạ đầu tiên ấy. Khiến bây giờ là các anh các anh bên tây các anh cược là đến tháng 5 năm sau bắt đầu mới đảo chiều tức là delay ít nhất là hai tháng so với thực so với quá khứ uh, dự kiến rồi đi lây thêm từ giờ đến tháng 5 tức là thêm khoảng 7 tháng nữa rất kinh đúng không nên chuẩn bị vớ vẩn này làn sóng lạm phát như này kéo về đến cuối năm sau bắt đầu có những đợt hạ lãi suất đầu tiên và duy trì lãi suất cao rất là lâu như vậy thì nó sẽ khiến cho nền kinh tế là cũng căng thẳng đấy dữ liệu việc làm dù có mạnh đến mấy thì cũng bắt đầu sẽ phải căng thẳng trước mặt bằng lãi suất cao cùng đợi xem ông fed ông sẽ làm gì để cân bằng cái yếu tố đó, tức là cân bằng làm sao để lãi suất duy trì cao, giữ lạm phát ổn định và không bị suy thoái. Cùng xem là ông ấy sẽ làm gì. Mình chỉ cần xem là ông ấy làm gì thôi chứ khó phán đoán lắm, khó phán đoán, lắm. mình căn bản là chỉ cần biết là ông ấy làm gì xong rồi để mình lựa trước ở thị trường Việt Nam như nào thôi. Chứ còn khó để phán đoán họ sẽ làm gì lắm cả nhà. Chúng ta chỉ có số liệu ở trên uh, Fed rate chúng ta đo thôi chứ còn không không có phán đoán họ làm gì đó